Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 2022. Chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. Học đến tập 109. Những đức thường chia sẻ pháp môn Tịnh Độ này, những đức nói rằng mỗi lần nghe đến danh hiệu A Di Đà Phật và nói đến cái việc giải thoát là tự nhiên tâm người tu Tịnh Độ của mình hừng hực cái tâm. Nhớ nha, quý vị phải có cái tâm này. Mỗi lần nói đến chuyện giải thoát vãng sanh thì tự nhiên cái tâm hừng hực với cái chuyện chết đi, xem cái chết nhẹ như lông hồng, hừng hực cái tâm muốn vãng sanh thì cực lạc. Thì phải tập có cái tâm đó ra, đó gọi là gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhớ nha, và mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, dù bệnh đau gì đi chăng nữa, bác sĩ có phán mình cái bệnh như thế nào đi chăng nữa, tuyệt đối không bao giờ thay đổi sắc diện và cũng không có một cái quan niệm gì sợ hết. Nếu như quý vị là người tín nguyện niệm Phật, phải tập kiểm qua cái tâm của mình khi bệnh đau, người này nói này, người kia nói kia, bác sĩ phán mình bệnh gì gì, sắp chết làm sao, mắt sắp sửa mù làm sao, rồi ung thư còn mấy tháng nữa chết, việc này việc kia, rồi thầy bói coi mình này kia đồ. Chúng ta không có một chút gì biến sắc, không có một chút gì sợ hãi. Vì sao? Vì niệm điểm vãng sanh. Nếu như quý vị bị những lời đó làm cho mình dao động tâm, hoặc làm cho mình lo sợ, hoặc làm cho mình bất an, thì cái việc mà tín nguyện niệm Phật vãng sanh của quý vị là giả. Nhớ nghe, giả nghe. Cái người niệm Phật vãng sanh, dù là sự nghiệp lớn lao của cải nhiều, hay là đang làm được những việc giống như diều gặp gió, nhưng mà bây giờ bệnh đau bác sĩ phán mình sắp chết, mình vẫn bình thản vô cùng. Vì sao? Vì niệm niệm của mình là ở thế giới cực lạc, chứ không phải ở cõi ta bà này. Nhớ đó quý vị. Quý vị biết rằng có khi lâu lâu mà những đức lên chánh điện, những đức tu không, lâu lâu mà những đức mà ho một cái là giống như nó chảy nước mắt, lâu lâu nó ho một cái lên kinh khủng lắm, nó ho mạnh dữ lắm, mà nó tới làm tới làm tới làm tới làm tới giống như ruột gan nó ra hết vậy đó, nó chảy nước mắt. Trong lòng của mình nói mục tiêu mình là niệm Phật vãng sanh, không quan trọng cuộc đời đến thế gian này, một ngày sống là một ngày phục vụ cho đại chúng, khi ra đi là về thế giới cực lạc. Tâm niệm của mình là ở thế giới cực lạc, tuy thân ở cõi ta bà nhưng tâm ký gửi ở thế giới cực lạc, niệm niệm là thế giới cực lạc. Nên những ngày tháng những đức sống vui đặc biệt lắm. Nên những đức nói với các huynh đệ trong chùa, bệnh đau cũng là một cái hay vô cùng. Vì sao? Vì chúng ta có thể sống trong bệnh đau mà vẫn vui được. Khổ đau cũng là tốt. Vì sao? Vì sống trong cái khổ đau mà mình không khổ. Dư giả đầy đủ cũng tốt. Vì sao? Vì giúp cho mình có cái góc độ nhìn là dư giả mà nó có buộc ràng được mình không? Của cải tiền bạc nhiều mà nó có buộc ràng được mình không? Đó cũng là một cách đặc biệt vô cùng. Những đức ấy, cái duyên đi tu mười mấy năm, gặp ngay pháp môn niệm Phật, cuộc đời chưa bao giờ mà nói là thiếu ăn, thiếu bằng. Lo cho chúng bao nhiêu thì có bao nhiêu. Có người hỏi những đức một câu: chùa mình xây dựng nhiều như vậy, hòa thượng xây dựng nhiều như vậy, thầy phải lo cho đại chúng đông như vậy, trong lúc xây dựng nhiều như vậy
thầy cùng với hòa thượng, thượng hòa thượng cùng với thầy, hai người có một cái khoản tiền gì đó dư giả mà mình xây dựng cho thoải mái, một khoản tiền để dành sẵn ấy. Nhưng Đức mới nói với người này một câu gì, Đức nói rằng không, nói mạnh dạn một câu không. Nhưng Đức lo cho chúng đông như vậy, nhưng Đức chưa bao giờ để dành một số tiền nhiều gì đó để dành nuôi các cụ. Những Đức lo cho các cụ thì những Đức cũng có một chút đỉnh tiền rất là nhỏ. Thí dụ như trong cái tài khoản mình xài lo cho chúng thì lúc nào cũng thí dụ như dư cả tỷ bạc hay gì để nuôi các cụ. Mà một tháng là chùa mình xài số tiền còn hơn cái đó lo cho các cụ. Mà cứ vậy đó, gói đầu vậy thôi. Chứ ngoài ra gì cái khoản tiền mà để dư giả nhiều gì đó, như là một số người người ta nghĩ rằng như những Đức mà nuôi đại chúng đông như vậy, chắc những Đức có một số tiền rất là nhiều, rất là nhiều, chắc chắn, nên xài lo cho đại chúng rất là mạnh tay. Hòa thượng xây dựng nhiều như vậy, chắc hòa thượng có một khoản tiền rất là lớn để dành để xây dựng gì. Quý vị phải nhớ rằng cái tâm của người tu giải thoát chúng ta, chúng ta hiểu được cái vô thường đó. Để bị gom góp một số tiền thiệt nhiều để bị để dành để làm một cái việc gì đó, lỡ ở cơn vô thường nó đến với quý vị bất tử, rồi những cái việc đó quý vị sao đây? Bị cầm tiền của người ta bị có lỗi không? Nên cái người có một cái tiêu tu giải thoát tin Phật, nên chúng ta hoàn toàn tin Phật. Những Đức cũng tin Phật, hòa thượng cũng tin Phật, làm tất cả việc đều là làm cho Phật pháp. Thì chân thật là, nhưng mà phàm phu mà nói hoàn toàn không có lo chút nào thì có khi không, không phải hoàn toàn làm được như vậy. Cũng có khi cũng bận tâm vì mỗi tháng lo cho các cụ đông như vậy và xây dựng hiện tại thì bao nhiêu công trình như vậy. Có khi giữa những Đức với hòa thượng cũng bận tâm một chút, nhưng mà thầy trò khi cũng an ủi nhé, không sao đâu, mình làm việc cho Phật pháp mà, cứ chân thật hết lòng. Nên từ nơi đó mà đều là nhiệt tình hết mình vì Phật pháp. Như Đức nhìn hòa thượng tám mấy tuổi mà ngài còn nhiệt liệt vì Phật pháp, vì công chúng, xây bao nhiêu dãy nhà cho con người ta được ở để mà tu hành giải thoát, không? Rồi những Đức bây giờ nhờ Phật pháp cứu cuộc đời mình, mà bây giờ mình được sống là làm những việc có ý nghĩa trong cuộc đời gì? Mình không chân thật nhiệt tình vì Phật pháp nữa, còn nghĩ gì nữa giờ quý vị? Và hiểu được cuộc đời của người hạnh phúc nhất là mình sống những ngày tháng an vui tự tại, chứ không phải tiền của gì nhiều. Mình là người tu hành mà tin sâu nhân quả, mình tích trữ một lượng tiền rất là nhiều, lỡ cơn vô thường đến mình bất tử rồi sao đấy? Nên từ nơi đó những Đức cũng không làm như vậy. Mười mấy năm đi tu hành, niệm Phật, nuôi chúng bao nhiêu thì duyên phước có được bao nhiêu. Nuôi nhiều thì có nhiều, nuôi ít thì có ít. Cho các cụ ăn nhiều thì có nhiều, mà cho các cụ ăn ít thì có ít. Bây giờ xây dựng nhiều thì cũng có tiền nhiều để xây dựng. Mai mốt nghỉ xây dựng thì tự nhiên sẽ hết. Cứ là như vậy chân thật, lo cho đại chúng. Nên từ nơi đó hàng Phật tử khắp nơi nơi nhớ rằng tâm lượng lớn, phước báo lớn, tâm rộng, cảnh rộng quý vị. Thế giới cực lạc đó là một cái thế giới mà không có giới hạn. Nên người vãng sanh về thế giới cực lạc là mười phương khắp giới vãng sanh. Nhưng mà thế giới cực lạc á cũng không có chặt chội. Quý vị về bao nhiêu thì thế giới cực lạc nở ra bao nhiêu. Có nghĩa là tâm rộng, cảnh rộng. Vì thì chúng ta muốn sanh về thế giới cực lạc thì tâm mình phải rộng rãi. Quý vị phải nhớ rằng bố thí cúng dường cũng là cái nhân duyên gặp được đặc biệt, chứ không phải ai cũng dễ có duyên gặp được đâu quý vị à. Có những người, người ta cũng có cái tâm lượng lớn lắm, người ta muốn phát tâm, người ta làm những việc gì đó trong cuộc đời người ta có ý nghĩa, nhưng có khi người ta chưa chắc gặp được cái nhân duyên đặc biệt đâu. Thật sự có khi người ta gặp được người ta cũng không làm luôn.
thiếu duyên thiếu phước. Còn mình có thể gặp và làm đúng nơi đúng chỗ, mình có thể nhận thức được nó này, tu hành mình làm được, đây là duyên đặc biệt lắm quý vị. Nhưng Đức thấy rõ ràng có những người, người ta phát tâm rất là lớn, người ta có thể xây cả ngôi chùa luôn, ta bỏ tiền thì xây cả ngôi chùa luôn quý vị. Nhưng mà ta xây ngôi chùa lên rồi, ngôi chùa đó không là có hướng dẫn tu hành gì hết. Có khi có những người ta xây cả ngôi chùa vì chủ trì cả đời xây một ngôi chùa, xây xong chết queo. Nhà Đức cũng gặp nhiều người như vậy. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là có được cái duyên để bố thí cúng dường đúng nơi đúng chỗ, giống như cầm một cái hạt giống mà trồng vào một mảnh đất màu mỡ phù sa, thì đây cũng là duyên đặc biệt rồi. Có khi cầm một hạt giống ngon lành vô cùng mà đem trồng vô một cái mảnh đất khô cằn sỏi đá, thì có khi hạt giống này nó nằm ì đó luôn, không phát triển. Nên từ nơi đó mà có được nhân duyên bố thí cúng dường là cả vấn đề khi gặp được duyên đặc biệt. Nên những Đức nói rằng là những điểm hiện tại chùa chúng ta đang xây dựng đều là những điểm có thể con người ta tập trung về để nương tựa và tu hành đặc biệt, từ chùa hộ pháp cho đến ngôi chùa mới. Nếu như chùa chiền mà qua tay những Đức là người điều hành thì nhân duyên con người tu là cực kỳ đông, 100%. Vì những Đức đã thấy rõ ràng cái nhân duyên của những Đức khi lo cho đại chúng, người ta rất chấp nhận và ào ào đi về để nương tựa và tu hành. Và thêm cách như Đức rất là có một cái tâm thương yêu người già và những người người ta muốn nương tựa vào ngôi Tam Bảo. Vì những Đức nhìn rõ ràng là con người có thể làm Phật, nên chú tâm vào lo cho con người vì con người có thể làm Phật, tạo thiện duyên và hộ trì những con người niệm Phật muốn làm Phật này. Có khi họ khổ đau te tua cuộc đời, họ chưa bao giờ tiếp nhận được Phật pháp, nhưng con người này muốn làm Phật, khổ quá cõi đời để giờ người ta muốn đi về thế giới cực lạc, muốn đến một cái quốc độ đặc biệt. Mình vừa giới thiệu cho người ta mà mình tạo một hoàn cảnh nhân duyên hộ trì cho người ta để người ta niệm Phật đi về thế giới cực lạc. Ngôi chùa mới chúng ta hồi trưa này bắt đầu những Đức sắp xếp người đi qua bên ngôi chùa mới đó quý vị. Có thể tháng 9, tháng 10 gì đó thì mấy dãy nhà kế nhà bếp có thể xong. Nếu mà đủ duyên tháng 9, những Đức sẽ lễ Bồ Tát Quán Thế Âm ngay ngôi chùa mới. Chùa rất rộng, sau này rất là nhiều cụ già khắp nơi nơi sẽ có nơi nương tựa. Nhiều quý thầy, quý sư cô già, lớn tuổi cũng có điểm nương tựa, có một phương pháp tu chuẩn xác, có một hoàn cảnh được thương yêu lo lắng. Tuổi già cuộc đời của mình được ở trong ngôi Tam Bảo, được đại chúng lo lắng giúp đỡ cho mình để chuyên tu. Những Đức nói với quý vị, những Đức muốn chuyên đến mức mà phải chín luôn, chứ không có chuyên dung dốt, chuyên chín luôn. Chuyên pháp môn tịnh độ này chuyên cho chín luôn, tại vì mục tiêu nhất định muốn một đời này giải thoát, không có muốn bỏ vào thêm cái này cái kia nữa, mà muốn chiên ngay câu ai với đạo Phật này, chiên cho chính một đời này để chúng ta về thế giới cực lạc gặp nhau luôn. Quý vị muốn về thế giới cực lạc không? Hừng hực cái tâm muốn về không? Ở cái cõi này bao nhiêu kiếp nạn, bao nhiêu sự khổ đau, bao nhiêu sự thử thách, tiếng khổ bao la, cái khổ bao la. Còn ở thế giới cực lạc thì tiếng khổ còn không có. Bây giờ chúng ta không muốn về thế giới cực lạc, là chúng ta không lẽ muốn khổ đau đọa lạc trầm luân hoài như sao? Đại lão là tự tình không hề nói nếu không về thế giới cực lạc thì bạn đi đọa địa ngục á. Nên nhiều người nghe những Đức chia sẻ Phật pháp, họ nói rằng con có sự tự tin rằng con niệm Phật hoặc rước. Khi con nghe thầy chia sẻ con tin như vậy. Những Đức nó phải tin như vậy. Đây là bổn nguyện Di Đà mà không tin sao được? Bổn nguyện Di Đà là mình phải tin rằng mình niệm Phật hoặc rước. Dù mình có tạo tội nghiệp nặng nề gì nhưng mà mình đã quay đầu niệm Phật là Phật rước, Phật rước 100%. Phải tin, không tin không được. Pháp môn tịnh độ này thành tựu là ngay chỗ tin hay không tin. Bạn tin thì nhất định bạn thành tựu. Bạn không tin dù bạn có niệm Phật nhiều đi chăng nữa bạn cũng không được giải sanh. Bạn không tin mà. Bây giờ tôi chân thật tôi nói như vậy, bạn không tin tôi thì tôi có nói nhiều, bạn có nghe nhiều đi chăng nữa cũng chịu thua thôi.
Bây giờ thầy giáo có nhiệt tình dạy bạn mà bạn không tin, bạn không nghe, không làm theo, sao có kết quả? Bây giờ Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, Đức Phật A Di Đà từ bi, khuyên mình niệm Phật, Phật rước, mình không tin niệm, mình không tin Phật rước. Mình có niệm niệm chất chết chơi, mình không tin Phật rước, vậy chịu thua. Chịu thua. Nên phải tin. Hãy tin mình niệm Phật, Phật rước. Nên có một đoạn Ấn Tổ như vậy nè: thật không còn gì may mắn hơn nữa, nếu chẳng phải là từ vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, làm sao nghe được pháp chẳng thể nghĩ bàn này. Thiện căn phú báo nhân duyên trồng ở trong tịnh độ này sâu dày, đời này chúng ta mới gặp ngay pháp môn tịnh độ mà nghe đến là hừng hực cái tâm. Những đứa có khi nói chuyện mà cái ngực nó cũng đau ấy. Nhưng mà nó hừng hực nó đau cho mày đau luôn. Muốn dẫn sanh, muốn sanh gì cực lạc. Không phải là muốn dẫn sanh một cách mù mờ, không phải là mới tu, mà là hơn 13 năm nó hừng hực như vậy rồi. Người chân thật niệm Phật, chân thật đem tịnh độ giới thiệu, hiện đời sống hiện đời vui, cuối đời Phật Di Đà tiếp dẫn dẫn sanh vui. Đó. Nên nói một câu rằng niệm Phật cả đời được vui vẻ, vui vẻ cả đời đi vãng sanh. Cứ như vậy mà tu. Nên ở cái cõi này, người mà đủ nhân duyên, tạo phước báo nhân duyên thì chân thật làm. Còn làm cái gì mà có sự trở ngại phiền phức thì thôi. Thấy không? Còn thượng tiện đủ duyên chân thật làm bằng một cách đủ duyên. Vì giới thiệu cho một người làm việc thiện, vì giới thiệu cho người ta niệm Phật, giới thiệu người ta phóng sanh, vì giới thiệu cho người ta một cái việc tốt vậy thôi, cũng là quá đặc biệt rồi. Cứ chân thật mình làm thôi. Nhưng quý vị phải nhớ rằng giúp cho một người tu đạo mục tiêu là gì? Giúp cho người ta có thời gian tu để giải thoát. Những đức thấy có nhiều huynh đệ những đức kìa, cũng là làm cái việc nào là đi phóng sanh, đi chỗ này đi chỗ kia, đi làm việc phóng sanh, nhưng mà cuối cùng cũng rớt kìa. Đi làm một thời gian rồi cũng dính vô danh lợi luôn, tiêu luôn. Nên cái quan trọng vô cùng đó là gì? Niệm Phật giảng sanh. Mục tiêu vô cùng quan trọng đó là niệm Phật giảng sanh. Việc này là gì quan trọng nhất? Đại Lão Hòa Thượng Định Không có một đoạn giảng mà Như Đức nghe rõ ràng. Ngài nói một câu: trong cái thời cuộc này có khi quý vị làm lễ phóng sanh, nhưng quý vị lại sanh phiền não. Những đức thấy rõ ràng, những đức coi cái công đoạn kìa. Có một ngôi chùa chuyên gia phóng sanh luôn. Mỗi lần thả xuống cái là nó cầm xiệt điện, nó đứng ngay nó canh vô đó luôn. Mà con người ta đúng là nó vô chi thì quý vị, vô chi. Con người sao nó không có một cái lễ độ gì chứ, lạ kỳ như vậy. À, đúng là thiếu phước duyên. Người ta làm lễ phóng sanh, người ta vừa quy y chú nguyện xong, vậy mà người ta thả con vật xuống mà cầm xiệt điện, xiệt, cầm cái vợt đồ vớt lên ăn bình thường. Quý vị nói người phóng sanh có công đức của phóng sanh, người bắt có tội của bắt, nói thì cũng có tình có lý. Nhưng quý vị không động tâm hả? Những đức thấy cái video quay lên rõ ràng là có sự đụng chạm luôn. Những cái mùa gần Tết hay gì, người ta thả cá chép có một câu: ông táo về chờ thì được an vui, còn cá chép ở lại chịu đời đắng cay. Thả cá chép á, cuối cùng bị người ta bắt ăn thịt cá chép, ở lại chịu đời đắng cay. Trong tâm cái người thả nó khó chịu bực bội, và thêm cái nữa phải đi tìm buổi tối gì đi phóng sanh mà giống như đi quằn, thấy ghê lắm quý vị. Tìm buổi tối, tìm đi ra ngoài tuốt con sông rồi thì có người bắt cá đó cũng tìm mọi cách luôn, bắt đầu là kiếm lưới kiếm vợt gì bao vây chặn ở dưới sẵn gì để dưới sẵn đồ, vừa thả xuống cái là bắt đầu là cá nó vừa lội xuống cái là lưới ở dưới là ốp sẵn hết trơn. Nó dùng mọi cách thủ đoạn để mà nó bắt cá luôn quý vị. Nó thì quý vị coi Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nó rất là rõ ràng. Trong cái thời cuộc này phiên người ta niệm Phật ăn chay, đừng giết chúng sanh, còn có những cái nhân viên phóng sanh được tiện lợi thì làm. Còn nếu như
đặt vào cái vai trò để làm lễ phóng sanh ào ào, thì cái việc này tự suy nghĩ lại. Mà cái câu này khi những đức nghe và tự tin không này giảng rồi, tự nhiên mình ngồi bình tĩnh suy nghĩ, ồ đúng rồi, trong cái thời cuộc này quý vị coi, làm những cái việc đó lúc nào cũng có cái sự phiền não trở ngại không à. Có khi mà mình ở nhà mình lo niệm Phật, mình ăn chay, đừng giết những con vật, mình đưa lên tiêu chuẩn rằng tất cả con người chúng ta đều ăn chay. Đối với con vật nhỏ, côn trùng đều gặp nó là quý niệm Phật cho nó nghe, đều là thương tất cả muôn loài, gọi là hộ trì, thương yêu những chúng sanh, gọi là hộ sanh đấy. À, đúng là hộ sanh, phát cái tâm hộ sanh. Hộ sanh là tất cả những con vật hiện tại chúng ta gặp nó, chúng ta có tâm thương yêu, không giết, hộ sanh. Còn riêng mình là ăn chay trường, không giết chúng sanh, chân thật làm vai trò đó. Còn thí dụ như riêng bản thân của mình, có khi mình thích phóng sanh, mình mua một hai con vật nhỏ đủ duyên, mình khả năng mình mua vài con vật, mình ra mình quy y, mình coi cái sông nào được mình thả ăn cái sông. Còn tạo những cái chương trình phóng sanh ào 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 lớn lao, nhìn thì thấy ghê gớm gì, nhưng mà quý vị coi, có khi cộng trừ nhân chia nó không đạt được bao nhiêu phần trăm. Tại vì trong cái thời cuộc nó có sự thay đổi, thì thời cuộc nó có sự thay đổi. Thì bây giờ quý vị làm chương trình phóng sanh, quý vị cứ tự nhận thức đi, những cái mà gọi là chương trình phóng sanh lớn lao, chính một số người, những đức quen, những đức thấy họ làm, có khi họ đi phóng sanh chỗ này chỗ kia, như ở miền Tây đồ, người ta khi đủ duyên người ta đi lâu lâu một chuyến phóng sanh đồ, thì cũng vui, cực kỳ vui. Nhưng mà có những nơi bị thường phóng sanh, nhất định người ta sẽ có một cái tổ chức để người ta bắt, thì cái việc làm đó cũng là tốt, là thiệt. Nhưng như thế nào, cái đặc biệt là đem Phật pháp áp dụng vào gia đình, áp dụng vào cuộc sống, riêng mình phát tâm từ bi ăn chay trường và hộ sanh, từ ruồi muỗi kiến gián tất cả con vật chúng ta không có tùy tiện giết như ngày xưa chúng ta chưa biết tu. Nên lúc trước mà có nhiều ông huynh đệ mà đi chỗ này đi chỗ kia phóng sanh, đi đến nơi này chỗ kia phóng sanh, rồi Phật tử cũng ào ào đi theo, vì mà thời gian mấy ông cũng rớt đại hết trơn. Vì sao? Vì trong cái tiền bạc vật chất có khi nó không rõ ràng. Nhớ, cái gì cũng vậy, cũng không bằng tu hành. Cái chương trình gì mà dính vô tiền bạc mà nó càng năng lên cao nào là người này dễ rớt chừng đấy. Từ nơi đó chúng ta cứ chung chung, khi làm ít, làm bình thường, làm đủ duyên chút 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 thôi. Dù có phát triển nhiều cũng không làm nhiều, làm vừa vừa thôi. Quý vị phải nhớ, làm vừa vừa thôi. Nên những đức nói cái tồn tại đặc biệt nhất là những đức hướng dẫn quý Phật tử ở nhà tu, đưa phương pháp ở nhà gia đình đi tu. Còn lâu lâu ngày chủ nhật cộng tu, những ngày chủ nhật cộng tu thì mình rủ người ta đến tu, cái mình về mất tiêu rồi, nó không có dính dáng gì chùa chiền. Rồi gì lâu lâu lễ của Thái Quán Thế Âm đến lại cái đi về vậy thôi. Còn khi mình đủ duyên hoàn toàn, mình được vô chùa mình ở, buông xuống vạn duyên lo niệm Phật cầu sanh cực lạc, hiểu không? Nó còn cái việc mà ở ngoài xã hội mà tập trung nhóm 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 người đi đầu này đi đầu kia, dù là phóng sanh hay chăng nữa, nhưng quý vị coi, có khi không lâu dài nó rà. Nhất là ông thầy ai cũng đưa tiền làm thời gian có khi nó có vấn đề xảy ra. Chung chung thôi, dù nó có tăng lên tiền nhiều, nhưng mà mình giữ cái mức chung mình làm thôi, cái sức tồn tại nó lâu dài, sức tồn tại rất là lâu dài. Nên những điều như Đức chia sẻ với hàng Phật tử khắp nơi để ý. Tại vì sao? Những Đức thấy rõ ràng rồi. Nó như chùa mình ngày Chủ Nhật tuần nào những Đức cũng làm lễ phóng sanh. Thứ sáu thì phóng sanh ở ngoài Bảo Tháp Thiên Phật, nó là một đạo tràng. Chủ nhật thì ở bên Đại Tùng Lâm có phóng sanh mấy triệu, đó là đạo tràng niệm Phật bên kia. Còn chủ nhật chùa bên chúng ta phóng sanh ngay chương trình cộng tu chủ nhật vậy thôi. Cái quan trọng đặc biệt nhất là quý vị phát tâm ăn chay trường và không bao giờ sát hại những con vật tùy tiện, đó là hộ sanh, rất là đặc biệt. Nhớ. Nên cái việc quan trọng lớn nhất của cuộc đời mình mà cần phải giải quyết, đó là chánh hạnh tu, đó là niệm Phật. Nhớ nghe. Và dù có gặp sự cố gì trong cuộc đời này, có ai gạt gẫm mình, có ai dùng lời đường mặt mà làm cho mình phải thất vọng gì, mình cũng không thất vọng luôn.
Trong cuộc đời quý vị có gặp sự cố gì, quý vị cũng không bao giờ bị thất vọng vì Phật pháp. Dù quý vị đang sống khỏe mà tự nhiên bác sĩ khám bệnh nói quý vị có một căn bệnh sắp chết rồi, quý vị cũng không bao giờ bị tuyệt vọng hay đổi sắc mặt luôn, nghĩ rằng bây giờ mình sắp sửa gì cực lạc. Nhớ nghe quý vị, phải luyện đó, phải rèn luyện đó, phải rèn luyện mình đó, phải rèn luyện mình cực kỳ mạnh đó. Tất cả những người niệm Phật, những người tu hành, nếu thật sự có tâm giải thoát, quý vị nhớ nè, đủ duyên thì chúng ta làm sao mà cho nó khéo léo. Có khi quý vị lôi ra tùm lum, lớn thiền lớn xấu, bị lôi ra thời gian coi chừng quý vị cả cái tâm giải thoát cũng mất tiêu luôn. Như Đức nói 100% đó quý vị, tự mà được sự gắn nhắc. Có những việc chỉ dạy người ta cho người ta làm, đừng có cái gì cũng ôm xô, đừng có cái gì cũng ôm xô. Cái gì mình cũng ôm vô người mình hết trơn là coi chừng mình rớt đó. Cái gì cũng ôm vô người mình hết là mình rớt đó. Chùa mình mà người ta về, người ta tu hành, người ta thấy chùa mình lo cho đại chúng, làm những việc có lợi ích rõ ràng, người ta phát tâm, người ta cúng dường, người ta bỏ thùng tam bảo khắp nơi nơi, người ta nghe những đức làm những việc có lợi ích, người ta tự cúng dường. Những đức lo cho đại chúng xong còn dư tiền bao nhiêu những đức đưa cho hòa thượng xây dựng. Ai cúng dường cũng chưa bao giờ cái chuyện mà chúng ta nêu lên cái số lượng người cúng dường sao sao, ở khỏi đi. Bây giờ mình hướng dẫn cho người ta nó có một cái góc độ sâu sắc về chánh tín tu đi. Có khi cúng dường mà còn khỏi cần muốn cho người ta biết tới nữa mà. Nên từ nơi đó cái tâm mình mục tiêu là tu giải thoát mà. Nếu là tin tưởng nhau và hiểu nhau, nó vẫn là đặc biệt. Còn hơn là làm mà nghi ngờ thì thôi đừng có thà. Người ta nói nghi người thì đừng dùng, mà dùng người thì đừng nghi. Đã dùng người thì sâu sắc suy nghĩ thì không cần phải nghi ngờ gì hết chứ. Nhớ, cuộc sống chúng ta nghe đạo mà. Phục vụ làm việc là cho Phật pháp. Chúng ta chân thật chúng ta vì Phật pháp. Chân thật vì Phật pháp là gì? Là đem pháp môn niệm Phật này giới thiệu. Chân thật đem pháp môn niệm Phật này giới thiệu cho tất cả từng nhà có người ta được nghe pháp môn niệm Phật này mà được hết khổ. Hồi chưa nhà Đức gặp một cái cô đến kế bên, cô đứng, cô thấy, cô nói cho câu thấy xúc động. Thầy ơi, thầy mỗi ngày thầy chia sẻ, thầy động viên chúng con niệm Phật, chúng con xúc động vô cùng. Nhờ như vậy mà chúng con không giải đài. Còn có một cô đến nói một câu: thầy lúc trước tuy con cũng nghe tịnh độ tu thời gian lâu, nhưng mà có khi con nghe pháp con thấy rằng mình cũng có phần thầy ơi. Có một thời gian con thấy con nản lắm, niệm Phật chứ thấy mình có phần. Từ khi nghe thầy tới giờ con thấy mình có phần, và con tin chắc rằng con niệm Phật con có phần. Những đức nói thêm câu, những đức nói chắc chắn cô có phần. Cô chân thật niệm Phật, cô nhiệt tình vì Phật pháp, làm gì cô không có phần. Mục tiêu của cô là ở thế giới cực lạc mà làm gì không có phần. Phật A Di Đà nó hứa rồi, làm gì Phật không rước. Cô có phần là chắc chắn. Những đức thấy cái tâm trạng của cô nó nghe vậy rồi. Đặc biệt những đức đem cái câu này, những đức giải rộng ra này, để cho nhiều người nghe, để ai cũng thấy mình có phần được giảng sanh. Phải tin điều này. Nhớ cái mẻ lưới mà Đức Phật A Di Đà ngày bung ra đó là trứng nước cũng dính luôn, chứ đừng nói chi cá. Sợ chúng ta không chỉ bước vào cái mẻ lưới đó, hiểu không? Đức Phật A Di Đà là ngày tâm từ bi, ngày muốn vớt một phát một luôn cho chúng sanh đó, nương vào bổn nguyện của ngài đều được vớt về cực lạc hết. Quý vị muốn gì không? Muốn gì thì chân thật niệm Phật đi. Muốn gì thì chân thật nhìn thấu buông xuống. Buông xuống cái gì? Buồn giận trách hận. Buông xuống không vừa lòng không vừa ý. Đối với cuộc đời này được mắt khen chê vinh nhục khổ vui, nó không nặng nề là buông xuống. Đối với của cải vật chất, dám làm những việc phước thiện tốt đẹp là buông xuống. Ông bà cha mẹ có đức, con cháu mặc sức mà ăn, vì dạy tiếp nói mà làm thì tức khắc có đức đầy đủ, gia đạo thịnh vượng. Nên mỗi một con người chúng ta nghe tịnh độ nó hừng hực cái tâm như vậy đó. Nên cứ chân thật niệm Phật đi hàng Phật tử, yên tâm đi, chân thật niệm Phật đi. Đây là chánh hạnh tu rồi đó.
Chỉ cần gầy dựng cái chánh hạnh tu này thôi thì tất cả những cái trợ duyên kia có sẵn hết. Quý vị là người thật sự muốn giảng sanh, làm gì mà quý vị còn ăn mặn, ăn chay chắc chắn. Nhất định quý vị sẽ ăn chay trường. Ăn chay trường là đại phóng sanh. Không giết chúng sanh là đại phóng sanh. Nhớ đó. Còn cái việc đi phóng sanh đầu này đầu kia đầu nọ, cái chuyện đó tùy duyên quý vị. Nhưng quý vị tự nhận thức đi. Tự nhận thức. Nên làm sao mà chúng ta thấy tiện lợi, đủ duyên, làm thế phù hợp, đừng có rì rà ào ào ào. Làm cái gì mà nói về tiền bạc mà ào 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 vô lu bu, cái việc này mình phiền lắm. Với làm cái gì trong Phật pháp mà nói tiền bạc mà tính toán so đo rồi tính ra tiền này tiền kia tiền nọ được, cái chuyện này như thế thấy phiền phức rồi đó. Mình là người tu giải thoát mà vậy là thấy phiền phức rồi đó thôi quý vị. Cái gì vị chỉ người ta, tự người ta ai cũng là phát tâm làm đi. Nhà Đức thấy hay, vậy nó hay lắm. Nhà Đức cũng không bao giờ muốn hàng Phật tử khắp nơi nơi vì một cái việc gì trong Phật pháp mà quý vị bị dính chân vô đâu, phiền phức với quý vị đâu. Không, cái gì mà chúng ta thấy nó nhẹ nhàng thoải mái nhất, nó không bị tác nhiệm phụ gì sao là thoải mái nhất rồi quý vị. Còn đây là một cái tổ chức lớn, đúng không? Nó cái gì nó cũng quy về một điểm rồi là xong. Rồi mình chân thật ở đây nhiệt tình mà làm thì trong thời gian năm hơn năm nữa chùa chiền mình cũng xây dựng xong hết rồi. Thì những đức chỉ mong sao mình có tiền mình lo cho đại chúng, bao nhiêu cụ gì cũng được lo đàng hoàng từ khi còn sống cho đến khi chết, rồi chúng ta đều hẹn gặp ở cực lạc là được rồi quý vị. Vậy là thấy mãn nguyện và thoải mái cuộc đời tu rồi, thì cứ cố gắng hết mình thôi. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi tín nguyện kiên cố chí thành niệm Phật, khi bỏ báo thân này chúng ta đều gặp ở thế giới cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.